Ngày 5 tháng 12, ông Não Thiên Anh Minh, phó ban chuyên trách ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai xác nhận các lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom đã xử phạt hành chính đối với nhà xe tài xế chạy xe đưa rước làm rơi học sinh xuống đường. Theo đó, công an thành phố Biên Hòa xử phạt hành chính đối với ông Trần Thúc Định, 35 tuổi, tạm trú thành phố Biên Hòa số tiền 2 triệu 750 ngàn đồng về các lỗi điều khiển xe ô tô vận chuyển hành khách tháo bớt ghế, xe không đủ thiết bị chữa cháy, xe không có hợp đồng vận chuyển. Ngoài ra, công an thành phố Biên Hòa còn xử phạt hợp tác xã dịch vụ vận tải Phát An về các lỗi không niêm yết tên số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở mặt ngoài hai bên cánh cửa xe ô tô chở khách theo quy định, tự ý tháo bớt không đúng thiết kế của nhà sản xuất, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 2 tháng và tem kiểm định xe không được phép lưu hành 2 tháng. Liên quan vụ xe đưa rước làm rơi học sinh xuống đường ở huyện Trảng Bom, công an huyện Trảng Bom đã xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng về 6 lỗi, gồm điều khiển xe ô tô chở hành khách từ 12 chỗ ngồi trở lên, sử dụng giấy phép lái xe giả, xe không có phù hiệu, xe có chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, xe không có hợp đồng vận chuyển, tháo bớt ghế xe, chủ xe không làm thủ tục sang tên xe.